Em như cá chào anh em ha. Sáng hôm nay thì em sẽ lên cái lô máy công cụ điện cặp tay 100V anh em nha. Thì tất cả luôn trong cái video này thì toàn bộ nó xài điện 100V anh em ha. Tất cả luôn xài điện 100V. Và cái hình thức mua bán bên em là tất cả toàn bộ máy trong video đây thì toàn bộ là em bao sóng và bao ship anh em nha. Tất cả toàn bộ em bao ship, mỗi một máy thì em đã niêm yết cái giá lên trên một niêm yết cái giá của nó lên trên máy, mỗi một máy nó có giá khác nhau. Thì coi như là cái giá thì nó đã là bao gồm phí vận chuyển về đến nhà cho anh em, sẽ không có thêm một cái chi phí phát sinh nào nữa anh em ha. Đó, và một máy nó sẽ có một cái mã số nằm ở phía trước, anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số. Xong sau đó nhìn gọi điện thoại trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đề, rồi nhân viên sẽ chốt hàng cho anh em. Khi chốt xong, anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k, em sẽ code về đến nhà cho anh em khui thùng kiểm tra. Rồi anh em thanh toán đúng với máy mình chọn, rồi anh em thanh toán cái phần còn lại, thế là xong anh em ha. Và anh em lưu ý kỹ là máy toàn bộ sử dụng điện 100V và toàn bộ là em bao sóng anh em nha. Bao sóng thì em chỉ bao motor sóng thôi anh em, còn tất cả các chức năng còn lại em không bao anh em nha. Chỉ là bao sóng thôi anh em ha. Tất cả là coi như em bao sóng, con nào bán sát thì em sẽ nói riêng là con đó em bán sát luôn, máy không chạy là em bán sát anh em ha. Còn các chức năng là như vệ sinh, kẹt đầu con hoặc là lửa than, nói chung là em không bao bất cứ một cái gì nữa anh em ha. Nói chung là chỉ bao máy sóng thôi, em thì nhập hàng về sau là bán vậy thôi, cắm điện vô sóng là bán theo sóng, chết bán theo chết thôi anh em nha. Em không có vệ sinh 100% mà xài luôn đâu anh em nha. Anh em lưu ý kỹ với mẹ phần này nha. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo nha. Em chỉnh cao lại tí xíu anh em, chờ tí xíu anh em nha. Rồi. Rồi đầu tiên là em sẽ quay lô cưa xích anh em nha. Mã đầu tiên ngày hôm nay là mã 50. Mã 50 anh em nha. Mã 50, con này là con Ryobi. Nó là 1150W, làm dài 36, 360mm là ba, làm dài 36 anh em ạ. Rồi con này tuyệt đối luôn, cắm điện vô cái là xài luôn anh em nha, không có cần làm gì luôn, làm xích đầy đủ. Rồi mã 50, giá của nó là 450k, 450k nha nha. Rồi mã 50. Rồi con này mã 51, 250k luôn. Con này thì nó hơi tét cái miếng nhựa ở đây anh em nha. Đây. Làm xích đầy đủ, con này hàng của Shindawa. Rồi. Con này nó 900W Shindawa, anh em giờ nhà vệ sinh lại anh em được có mỗi cái là nối dây điện, nối dây dài thôi. Đó. Shindawa AM, con này anh em vệ sinh lại. Đó. Mã 51 250k bao sóng bao ship anh em nha. 51 250. Rồi con này mã 52. Rồi mã 52 300k luôn. 52 300. Con này mất nắp nhớt nè. Mã 52 300k. Mất nắp nhớt anh em nha. Máy thì hoạt động bình thường.
đàn Shindawa, con này nó 1130W, 1130, rồi mã 52, 300k luôn. Rồi con này mã 53, 250 luôn. Là máy nè. Rồi 53, 250, con này hàng của Yamanin. Làm sức còn đầy đủ, ok, mắc nắp nhớt anh em nha. Rồi 53, con này nó là 850W, mã 53, 250 luôn. Rồi con này 54. Con này ráp xích ngược rồi anh em nha, anh em giờ ráp đổi cái xích lại anh em nha, phối đầu lại, nhân viên nó ráp xích bị ngược á nên nó kêu. Đấy. Anh em mình đem vô cắt phát là sắp á, đổi cái xích lại anh em nha. Rồi con này là con RB, nó mới bắt con xúc tầm khoảng 1100 anh em nha. Con CS360 này tầm khoảng 1130W á, cái tay nó hơi lỏng lỏng nè, bị mất ốc hai ốc này anh em nha. Thì mất hai ngóc đây, dặn lại là xong. Công tắc nhẹ nhàng, làm dài 33 mấy anh em nha. Rồi mã 54, 300k luôn. Rồi con này mã 55. Con này dây điện ok nè. Con này hàng Shindawa, cắt rất mạnh anh em nha. Rồi mã 55, con này dây điện ok, cái này anh em giờ ráp xích lại, tăng lại xích lên em nha, hơi lỏng á. Xin ra qua luôn. Con này nó 1130W, nó là 12A. Luôn. Này nó bị gãy cái tay rồi anh em nha. Này. Anh em về hàng lại nha, nó bị gãy cái tay đây. Với lại anh em tháo tăng xích lên, nó bị lỏng xích á. Rồi mã 55, 400k con này luôn. Rồi con này dây điện nối luôn về của RYOBI, nó 1200W đó, bị mất tay nắm với lại không có xích lại cái nắp nhớt luôn. Tay đang bị té té cái này anh em nha, còn đầy đủ hết. Rồi 200k anh em giờ nhà dọn lại luôn anh em đó, đổ cái tay nắm đóng cộng xích rồi vô là xài nắp nhớt này với lại cái tay hơi té tí xíu ở đây thôi. Rồi 56, 200k luôn em ạ. Rồi 57, 350, con này là con Shindawa A131. Rồi 57, con này nó là 1150W, làm xích ok hết, vừa xin lại bên ngoài là xài thôi anh em ạ. Rồi 57, 350 luôn.
Rồi con này nó hơi tét cái phần này nè nha, nó tét cái phần này nè. Đó, làm xích cục ok, máy chạy ok luôn. Dây điện thì dây nối mà dây dài nè em ơi. Rồi mã 58 250, con này nên giờ xài gia đình. Đó. Đó, xài gia đình. Cái đó 30. 30. Cái đó 30 anh. 30 một ký hay 30 cái vậy? 30 một ký. 30 một ký ạ. Cái cục đó. Cục đen mà. Rồi mã 58 250 cục này luôn anh em nha. Đó, nó bị bởi cái phần này. Đi bởi cái phần này. Cái này anh em giờ lấy phụ tùng coi như, hoặc là anh em xài xài mà không cần ngoại hình anh em ha. Rồi mã 58 250 luôn. Rồi mã 59 250 luôn. Con này là xoay S290 của Ribi, 1150W, làm xích đầy đủ. Rồi con này thì anh em giờ chỉ cần vệ sinh lại bên ngoài là xài thôi anh em nhé. Mã 59 250 luôn, làm xích đầy đủ rồi coi như máy móc. Ok. Mã 59 250 luôn. Con này 60. 350 dây điện nối mà dây dài anh em nha. Dây nối mà dây dài. Có đây là cái khóa lưỡi anh em nha. Đời này có khóa lưỡi. Con này nó là 1250W. Chỉ mất cái nắp nhớt lại thiếu cái xích thôi, anh em giờ nhà đóng cộng xích vô là xài anh em nha. Đây. Máy chạy hoạt động ok, dây điện nối mà dây dài nè. Rồi mã 60 cục này 350k luôn. Rồi con này 61. 150, con này của Hitachi. Mã 61 150k Hitachi, con này tỉ hàng rào anh em nha, chạy nó hơi kêu anh em ơi. 4A nó tầm khoảng 350W nha. Mã 61 150 luôn. Rồi con này mã 62 200, con này chạy ok hơn nhiều anh em nha. Hiệp luôn. Rồi con này 190W, ngoại hình ok, dây điện đầy đủ luôn em nha. Rồi mã 62 200k luôn. Rồi con này mã 63. Điều tốc đảo chiều. Rồi búa điều tốc đầy đủ, đầu kẹp 10 ly, nó là 430W, giờ vệ sinh lại cái đầu thôi anh em nhé. Đây đầy đủ, mã 63 250 luôn. Rồi 64 200k. Con này cũng y như con kia, 430W. Cái đầu chuyển búa nó cứng lắm anh em nha. Đây em quay được có tí xíu à, nó không chuyển được anh em nha. Đó. Với lại cái nút ở đây nó bị miễn miếng nè, vẫn bóp được, có điều tốc nè. Vẫn bóp được anh em nha. Mà có hai lỗi, lỗi này với lại cái lỗi này. Điều tốc đảo chiều đầy đủ. Đầu kẹt 10 ly.
Rồi mã 64 con này 200k luôn em nha. Mã 64 200. Rồi điều tốc đảo chiều. Rồi con này mất tim rồi anh em nha. Mà xong hay à. Rồi mã 65. Rồi mã 65 250 luôn. Đúng rồi. Từ từ đóng em. Mã 65 250k. Rồi mã 66 250 luôn. Con này hoạt động nghiêm chỉnh, chị mùa 6 mùa ở còng dây anh em về làm lại nha. Đấy. Búa biết điều tốc đảo chiều đầy đủ, đầu kẹp ra vô bình thường. Đấy. Rồi 6 mùa cộng dây thôi anh em nha. 430W đầu kẹp 10 ly. Rồi mã 67 200k luôn. Con này dính luôn cái con Covid rồi, không rơ không lắc luôn em nha. Coi quay nè, không rơ không lắc luôn. Hơi nhạt lửa tí xíu anh em nha. Con này nó là 300W, có điều tốc đầu không rơ. Đó, có điều tốc đầu không rơ, điều đảo chiều, dây điện ok luôn. Rồi mỗi có cái đầu hơi lại hơi nẹt lửa tí xíu anh em nha. Rồi mã 67 200k con Makita này luôn. Đây màu hồng mạnh mẽ. 68 con Hitachi hất than. Hàng loại này nó hất than anh em nha. Loại này nó hất than cho nên nó không có lửa đâu anh em nha. Rồi mã 68 Covid thạch cao này 400W nó 200k luôn em nha. Đó, máy thì coi như là màu hồng rất là ok luôn. Covid thạch cao 400W, dây điện nối anh em nha. Rồi mã 68 200. Đây cũng vậy nè. Mã 69 200 luôn. Còn dây này bao ngắn luôn. Đảo chiều. Rồi 200 luôn em nha, mã 69 200 luôn. Anh em nào xem trước thì chọn con màu hồng thì dây đi dài hơn tí xíu anh em ạ. Con này thì dây ngắn hơn, mã 69 200 luôn. Rồi 70 con boss này. Đó, bị lỗi anh em nha. Đó, 250k mã 70. Rồi con này nó là 600W. Đấy, nó kín lắm anh em nha. Nói chung là nghe cái tiếng máy chạy là nó hơi bị nẹt lửa đó, chứ không phải là không nẹt đâu anh em nha. Rồi anh em bây giờ nhà dọn lại nha. Nó lại không có điều tốc đâu. Cái nút điều tốc này nó có nhưng mà em bóp vô cái nó chạy có một tu thôi anh em nha, nó không có điều tốc đâu anh em ơi. Đó, tay nắm đầy đủ, đầu kẹp 13 ly 600W. Rồi mã 70 250 luôn. Rồi con này 71 chứ con bốt đó mà nó chạy ngon lành mà không có bị không có giờ dọn là nó 400 450 ngàn con anh em nha. Đấy, con nào mà nó giờ dọn là em đánh giá theo con máy nó dọn luôn.
Rồi 71 con này con đầu kẹp 13 ly của Hitachi. 530W 250k dây điện nối luôn, có điều tốc đảo chiều anh em ha. Đấy, con này thì về là xài luôn anh em nha. Rồi 71 250 luôn. Con này 72. Con này thì hư cái nút đảo chiều rồi anh em nha, nút đảo chiều nó bị lỏng rồi. Chạy có một chiều thôi. Đây. Đảo qua đảo lại không được anh em nha, nó bị lỏng rồi. Anh em giờ nhà dọn nút đảo chiều đây là chạy ra thôi anh em nha, nó chạy ra chứ không phải chạy vô đâu. Đó. Chạy ra thôi. Đầu kẹp ra vô bình thường. Con này hàng của Ekman 200W, điều tốc cấp trượt đầy đủ, mỗi cái đảo chiều nó của nó là nó bị lỏng rồi anh em nha, nó chạy một chiều thôi. Rồi 72 100k luôn anh em nha. Rồi con này 73, con đánh bột 200, con Makita 850W. Rồi chạy hơi đá lửa tí xíu anh em nha. Makita màu UT 1305 850W. Điện 100. Rồi mã 73 con này 200k luôn. Rồi con này 74 250 luôn. Cái nút đảo của nó đảo không tới anh em nha, nó có con nữa cho nên đầu chuyển bú nó là chuyển không được nè. Đó. Anh em giờ tháo ra dọn lại khúc này nè. Lại cái đầu kẹp 13 ly. Rồi xin lại nhẹ nhàng anh em nha, cái đầu này tự xin nhẹ thôi. Hàng này hàng Hitachi 380W. Dây điện ok, máy hoạt động ok, chỉ lỗi cái này đúng cái này thôi. Rồi xin lại cái nút là chuyển bú anh em ha. Rồi 74 250 con này nó không có đảo chiều, không có điều tốc, loại này chỉ có phong sắt, phong gỗ và phong tường thôi anh em nhé. Rồi 74 250 luôn. Rồi con này 75 250 luôn. Con này Makita điều tốc đỡ lưỡi có đầy đủ anh em nha, điều tốc đây. Rồi con này 390W của Makita, con này anh em giờ vệ sinh bên ngoài lại xài thôi anh em nha, không cần phải làm gì đâu, chạy ok ngon lành, nó còn dây điện hơi xấu thôi. Rồi mã 75 250 luôn. Rồi 76 200. Con này lại không có điều tốc, có đỡ lưỡi không có điều tốc nha. Từ từ em bấm nó hình như nó có điều tốc nè. Từ từ. Hình như là chỉ có hai chế độ thôi anh em nha, nó không có điều tốc mà số 1 2 3 4, nó chỉ có số 1 số 2 thôi nè. Rồi. Thiếu hai ngóc anh em nha. Đây, một con hai con. Thiếu hai con. Giờ dặn vô cái xong anh em nha. Rồi máy hoạt động ok luôn, mã 76 200k luôn. Rồi qua máy cắt gỗ anh em nha, mã 77. 300k, con này là con Makita 950W, lưỡi 165, có đèn, lưỡi ok, lưỡi rất là ok luôn. Đới Atimon, không gãy không bởi. Rồi mã 77 300k luôn, con này dây điện dài lắm anh em ạ. Dây điện dài 77 300k con này, lưỡi 160. Nói chung là nghiêm chỉnh đó anh em ạ. À. Giờ xài thôi.
không cần dọn đâu. 77 300. Rồi con này 78, con này chị bị tét cái miếng này anh em nha, tét cái miếng vành này. Đó, em vẽ cái này anh em nha. 78. Con này hiệu của Ryobi, lưỡi 190, đới Atimon. Đó, đời cũng cao lắm nhưng không thách đâu anh em nha. Con này 190, 1050W. Lưỡi hợp kim. Máy chạy thắng thiết đầy đủ chứ. Giật anh em nha. Đó. Chặt giật. Rồi mã 78 250, con này lưỡi 190, 1050W của Ryobi luôn. Rồi con này 79 200k của Makita, lưỡi 160. Đó là 650W. Răng hợp kim. Rồi mã 79 200k luôn. Con này cũng lưỡi 160 của Makita luôn. Con này là răng hợp kim đẹp hơn anh em nha, rất ok luôn răng con này. Rồi thiếu mỗi con ốc chỉnh lưỡi anh em nha, đây thiếu mỗi ốc chỉnh lưỡi đây anh em, giờ ráp ốc chỉnh lưỡi vô anh em ha. Tới bàn dây điện ok luôn. Rồi mất cái tem thôi. Rồi mã 80, máy thắng có thắng 250k luôn. Rồi con này Makita mã 81 5637 BA 1050W, lưỡi 165, 1050W, có điện anh em nha. Đây có điện, điện đây có luôn. Nó bị kẹt cái miếng gì đây, miếng bao dợi đây anh em nha. Đây em bóp cho anh em coi. Miếng bao giờ em vỡ ra, cài miếng bao giờ anh em giờ tháo ra vừa xin lại chỉnh lại nút bao, miếng bao giờ luôn em nha. Đó. Con này sạch sẽ đấy, thiếu móc ốc đây, thiếu móc ốc đây nữa nè, thiếu ốc thôi anh em nha, không phải gãy. Đây hai con luôn, ốc không phải gãy. Rồi dây điện zin luôn. Mã 81 350k con này nè nha. Đi. Rồi con này mã 82 350 luôn. Lưỡi 190, 1140W. Rồi răng hợp kim luôn em nha. Con này đối Atimon răng hợp kim. Đầy đủ. Cái vỏ nó hơi xấu, nó hơi chóc cao su anh em nha. Máy này có điện luôn nè. Rồi mã 82 350 luôn. Yeah.
quách không tan anh em nha. 383 200k luôn. Rồi 84 con bu lông 3/4. Con này nó 1050W anh em nha. Đầu lắc nhẹ xíu xíu anh em nha. Đó. Tung này chột chạy bên kia luôn. Đó. Con này 84 700k anh em nha. Chạy ok, vợ xin lại anh em ơi. Con này 85 400k, con này Hitachi cũng 3/4, bị mất cái tem rồi nè, bị mất cái tem rồi, đầu không rơ này, lắc tí xíu xíu độ rơ nhẹ, nó bị gãy một miếng nhựa ở đây nữa anh em nha, này nó bị gãy miếng nhựa ở đây. 400k chạy anh em vừa dọn nha, chạy nẹt lửa đó, chạy nẹt lửa đó nè, bị kẹt than á. Rồi 400k anh em nha, giá này là giá bán sát luôn anh em nha, không bao gì luôn anh em nha, chỉ bao xíu thôi anh em ơi. 85 400 anh em nha. Rồi ở con này nó là mã 86 450k, hai viên đá thì rất ok anh em nha, tự kiếm vẫn còn đầy đủ, máy hoạt động im ru, xài cốt 150, hàng của Ethicman 150W luôn, mẻ đúng một cái chân ngay đây anh em nha, đây mẻ cái chân ngay đây, một cái góc chân để mà bắt bốn ốc á, mẻ hết một chân rồi. Đấy. Nó là 150W mà xài cũng cốt 150 luôn, hai viên đá cự kiếp vẫn còn ok, dây ok luôn, dây nối ngay đây một khúc, dây vẫn dài rồi, công tắc đầy đủ, đá nó hơi lõm ngay đây miếng ở đây nha. Con này đá trắng rồi, mã 86 450 con này luôn. Rồi giờ qua máy đánh bột anh em nha, mã 87 87 400k. Con này nó là đánh bột của Toshiba, cầm không bị cong anh em nha. Cầm con này không cong cho nên em cầm em quay, em bấm là nó không có bị lắc. Đó. Có mình nhiều con. Có bán không anh? Hả? Mình có bán không? Em đang hỏi nhiều. 25.000 cái. Rồi 87 400k luôn em nha, 87 400. Con này không có tay cầm, cầm không lắc. Toshiba. Nó là 500W. 510W. Rồi 88 250 luôn. Con này là máy khôn mà có đảo chiều nè. Máy khôn có đảo chiều mà nó gắn cần
đánh bột vô đây anh em ơi. Rồi con này mã 88 250 con này anh em nha, đủ màu luôn đó, hàng không biết hàng gì luôn, đủ màu luôn, mã 88 250 luôn. Rồi con này mã 89 450k. Con này còng không cong anh em nha. Nhưng mà đây. Đây nó cong nè, đây nè, đây nó nằm xéo vậy anh em ơi. Nằm xéo vậy. Con này là con Ryobi. Con 860W. Đây. Rồi mã 89 450k luôn. Con này dây điện nối anh em nha. Đây, nối dây dài. Rồi mã 89 450 luôn. Con này cộng hơi cong nè, cong nè anh em nha. Anh em về uống lại cái ngay chỗ đây anh em nha. Đó, nó cong ngay chỗ đây nè. Nên quay là hơi lắc anh em nha. Anh em về uống lại. Rồi con này mã 90. 300. Máy thì hoạt động ok, bởi vì nó là con một chiều thì Makita thì nó rất là trâu. Loại này Makita một con một chiều với trâu. Con này nó 700W. Giờ uống lại cái cần của nó đây anh em nha. Đó, uống lại cái cần của nó đây. Đây là cái đánh máy đánh. Uống lại cái cần. Rồi mã 90 300 luôn, dây điện nối luôn anh em nha. Rồi con này cũng cong tí xíu luôn. Mã 91. Đây. Cong tí xíu uống lại anh em nha. Đây là cái đầu đánh bột của nó đây. Con này là mấy con có điều tóc. Mã 91 350 dây điện nối mà nối dây dài anh em không? Rồi, còn hơi cong. Mã 91 350 luôn. Đây mã 92 400k. Con này dây điện quấn băng keo, nói chung là hàng này quấn băng keo hết anh em nha, cái nối dây vô hết á. Con này 850W của Makita, 860W. Đây là cái cần của nó đây anh em nha. Đây cái cần của nó đây, như cái cần này cũng hơi cong á. Rồi cái con này không cong anh, không bị cong, chạy hơi đá lửa tẹt tẹt tí xíu anh em ơi. Giờ dọn lại nha. Đấy, Makita User 860W. Rồi mã 92 400k luôn. Rồi con này của Toshiba, mã 93 400 luôn. Con này nó 570W. Mấy con này anh em giờ uống cái cần nó lại, cho mà không uống lại mà đợi nó mà đánh bột là đứng nhảy đùm xì ba luôn á. Rồi mã 93 400k con này. Con này cũng đầm vui.
chạy nó có 2 tu sao á, rồi 400k anh em về dọn luôn anh em nha. 94 chạy giật giật á. Đây con dùi thẳng anh em nha, điện 100V nó làm mà không biết nhiêu quá luôn, mai định gia băng hàng Mikasa. Cái dùi này là dùi cứng luôn anh em nha, cái sắt đề sắt đặt luôn, dùi cứng luôn á. Rồi mà 94 400k luôn anh em nha. Rồi con này cũng vậy luôn, dùi cứng luôn, tầm khoảng cả máy cả thân 1m anh em nha. Rồi mã 95 400 đó. Hết rồi anh em không? Sáng nay thì em lên 45 con này đó. Sáng nay em lên 45 con đấy. Rồi anh em xem được con nào ủng hộ ha. Đây 45 con. Rồi bây giờ cũng như ngày hôm qua thì coi như nói chung là em cũng đang có chương trình, coi như em cũng muốn tặng cho anh em thùng, nhưng mà đủ chừng nào đủ 200 like là em sẽ lên một cái clip coi như là cho anh em chọn coi như tất cả các loại thùng, cái thùng, cái đóng thùng của em gần hơn 200 cái anh em ha. Nói chung là tất bất cứ một video nào nếu mà em thấy đủ 200 like, em cũng đang theo dõi luôn, đủ 200 like em sẽ tặng thùng, lấy tiền ship thôi anh em nha, anh em chịu tiền ship, còn nhiều là em tặng giao lưu tình cảm với lại anh em thôi. Rồi em cũng xin cảm ơn tất cả các anh em quan tâm theo dõi nha. Rồi em xin kết thúc video đây. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ ha.